thấy là có một người bảo em là trong giấc mơ á, là có người bảo em là mộ cậu Năm của cậu Năm Dù Linh nè bị trấn yểm rất là nặng, nên nhờ em tới đây á, có duyên thì giúp giùm gỡ cái trấn yểm đó lên. Nhưng em tới đây em tìm nãy giờ người em nó rất là mệt và đổ mồ hôi rất là nhiều, nên em cái lồng ngực của em á, nó giống á, là em nhìn quanh quanh đó nè, tự nhiên có người người ta dùng, gọi là em không biết, em không đoán là chắc chắn nha, nhưng mà em biết cái bù, nhưng mà em đoán cái cách mà trong cái giấc mơ người ta nói tức là gọi là bù lỗ ban. Thì trong giấc mơ người ta có nói luôn, nhưng mà em không có tiện nói ở đây, nên em chỉ chia sẻ cái vấn đề này ở đây thôi. Tự vì em đã có khả năng này thì năm em 14 tuổi, và em đã đi giúp rất là nhiều người để đưa về, để đưa hài cốt liệt sĩ về. Nhưng giờ tới đây là cái kiểu như là nó rất là khó chịu á, kiểu như là em nhìn thấy được rất là nhiều dòng âm á, người âm á. Như ví dụ như là em nhìn được cái anh này nè, ảnh là có một đứa con nít đi theo, hoặc là con ảnh có không anh? Đúng rồi, chính xác. Vợ ảnh bị sảy thai nè, phá thai gì đó, là đi theo ảnh. Nó nổi da gà hết trơn. Dạ. Nổi da gà luôn. Ai chị? Hiểu luôn, hiểu có thiệt. Cái anh này em đó. Thấy luôn mà, rồi, em nói rõ ràng luôn là đây anh, là người thứ tư nói là. Dạ, anh có không em? Đó, và trong em thấy được người ảnh thứ tư là đó. Để từ từ để cho chị. Đang dự định để cho bán đất gì đó, nhưng mà bán sẽ thành công. Có không anh? Đúng rồi. Anh trả lời thật sự đây, từng cái thiên vị nha. Chính xác. Dạ, và em nhìn thấy được chị này là có ba người dòng âm đi theo, và một người con nít, là một người bộ đội và một người già đi theo chị này. Dạ, là chị Thảo đó. Dạ, là chị này, là chị rất là tính, nhiều lúc đó chị rất là hiền, mà nhiều lúc chị nóng nảy bất thường, rất là nóng tính, chị hay đau đầu ở đỉnh đầu, đúng không chị? Đúng không Thảo? Chị đúng rồi, chị đừng có thiên vị. Mọi người trả lời thật lòng thì em tới đây thì cũng là một... Đứng nói ra đây, đi ra ngoài. Em nói ra ngoài, nói chị. Muốn nói gì ra ngoài nói. Chỗ người ta cũng kiếm mà nói tùm lum. Từ 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 từ. Đi. Anh trai. Từ từ anh. Từ từ để ra ngoài đừng có xô. Anh đừng có xô. Ngoài vậy. Cũng kiếm chỗ. Kêu chị ra ngoài ra nó bóng bắp, ra bóng cây. Đến đâu thì em tới đây là em thắp hương cho nghệ sĩ Vũ Linh, thì em trả lời thực tế mình vậy. Nếu mà có anh chị nào muốn thì em sẽ gieo duyên cho anh chị đó. Chứ còn em thì Thảo em không phải là một người đi xem bói dạo hay là cái gì hết. Là bản thân em là ở nhà em có nuôi hai đứa con nuôi đó. Vậy thôi. Còn mọi người ví dụ như là mọi người em đi từ Nam ra Bắc thì em cũng đi tìm mộ liệt sĩ cho em giúp nhiều người. Hải Phòng, rồi Thanh Hóa, xong rồi là Đà Nẵng. Xong rồi có những nhiều người mà em không thể đi tới đó được thì em chỉ mộ tìm cho người ta qua điện thoại, và em chỉ người ta và tìm có luôn. Như ở Hà Tĩnh, em ở Sài Gòn có một người gọi điện em tới là cô ơi tôi cần cô giúp tôi đó, thì em mới nói là cô ơi bây giờ cái mộ của bà đang bị thất lạc, nó nằm ở ngay chỗ dưới gốc cây, mà gốc cây là nó có nước, thì cái mộ đó đang bị mộ chồng. Thì khi mà người ta không có định hình được mà cái gì để em chứng minh thực tế cho cái gia đình người ta biết là khi mà cái bà mất á, là có cái vật thể của cái vật của bà, cái vật hồi bà còn sống bà hãy dùng á, là nhà người ta đi đem theo cái, xong em ra em nói là bây giờ á, là muốn chứng minh á, là bà là tôi nói là sự thật, thì ở trong đó nó có cái vật đó, mấy người ta cứ đúng. Xong khi mà đào lên á thì cũng có một cái mộ chồng, và có cái mộ chồng khác là một cái tiểu của ai đó bị sảy thai á, là chôn trên đó. Xong rồi bắt đầu là em đào lên là có cái vật thể là đồ cái chai dầu của bà khi bà còn sống ai tài á, là chôn lên. Là từ đó là em còn nhỏ tuổi nhưng là người ta đặt vào niềm tin của em, nên em giúp được, mà hoàn toàn em giúp là giúp miễn phí, với em không lấy tiền của ai. Người nhà chỉ là mua vé máy bay cho em, xa gần thì mua vé xe, xa thì mua vé máy bay, thì em ngồi ra em không lấy ai một đồng nào hết. Dạ. Thôi cho anh hỏi chút xíu nha. Dạ. Để tất cả nhiều lúc cô chú anh chị xem ở đây không cái hiểu về sự việc hồi nãy như thế nào. Thì bây giờ nói chung là hôm nay là em là người đi bán dòng này thôi. Dạ. Mục đích là đi bán dòng này để kiếm sống qua ngày, lo cho con cho kiến thôi, chứ không phải là thầy bói đi coi lấy dạ, tiền này kia dạ, nọ dạ, hay là rồi. Để gọi là
đến đây mà để muốn nổi tiếng hay là thế này thế kia. Cho nên đó là em hồi tối là em có một giấc mơ. Thì em tìm đến mộ của cậu Năm, trước tiên là thắp cho cậu Năm một nén hương và cầu nguyện cho linh hồn của cậu Năm sớm về với cõi Phật. Và em cũng nhìn thấy được cái mộ cậu Năm là cái lương tâm em thôi. Em nói thật lòng thôi chứ để nhiều lúc cộng đồng mạng rồi mất công rồi làm ảnh hưởng đến cái nơi yên nghỉ của cậu Năm và tất cả mọi người ở đây là không có nên. Cho nên em cứ chia sẻ sự thật là hồi tối em thấy những cái gì và hôm nay em thắp hương cho cậu Năm. Em thấy là thật sự là em nói thiệt luôn nhưng mọi người, em phải lấy lòng thương hại của mọi người, là em có một giấc mơ như vậy. Sáng thật sự là em không còn tiền và em nói với anh Ráp đó là chở em đi đi, chiều nay em bán được dòng em sẽ trả tiền. Đó là sự thật, chia sẻ thật sự của em là em xuống đó, trong người em rất là mệt. Em đi tới cái chỗ nào mà những cái linh hồn người ta bu bán, bây giờ mình người ta bị on khuất á, là giống như người ta bu bán mình, người ta nhờ mình, nhờ cậy mình một cái điều đó để giải thoát cho họ á. Nên em rất là mệt, em nói mà mồ hôi một kê với là cái lồng ngực của em này nó giống như một cái gì đó, nó rất là ép tim em lại. Cái này là em chia sẻ thật. Nên em nói như về mộ của cậu Năm Vũ Linh là như vậy, em theo kêu theo mọi người cho nó thân thiện chứ không phải em đu theo đâu nha mọi người. Nên mọi người có xem được thì có, em có nói gì thì bỏ qua cho em, tại vì là em thấy được như vậy thì em có khả năng tâm linh mà em không nói thì nó rất là khó chịu, mà nói ra thì em sợ đụng chạm tới nhiều thứ. Nên có gì mọi người thông cảm cho em, giờ em rất là mệt. Bây giờ là nếu mà mọi người cần có gì hỏi em thì em sẽ trả lời. Đúng rồi, cái ai có hỏi gì là họ trả lời, cái ai hỏi gì không. Giấc mơ của mình không chị? Dạ, đêm đó em mơ có một giấc mơ, tự nhiên có một người nói với em là con hãy đi đến cái mộ của nghệ sĩ Vũ Linh nè, là giúp họ với, tự vì á là ta thấy là có người trấn yểm ở đây rất là nặng, thì con đến đây để báo cho người ta biết, để người ta ấy chứ để linh hồn của cậu không được siêu thoát thì tội. Là nên cái xong rồi trong cái giấc mơ đó con là em nói là em không có biết đường đi, cái xong á là cái người đó cứ con cứ ra đây sẽ có người đi. Thì tự dưng cái thầy em ra sáng ra thì hôm qua em mới đóng tiền nhà, em không còn tiền, tự nhiên cái xong rồi tự nhiên em gọi điện cho anh gắt quen để em đi nợ được á, nhưng mà ảnh lại đi chở khách Sài Gòn. Xong em gọi tiếp một người quen nữa thì anh đó nói là anh đi về Bình Phước mất rồi. Em kêu chết rồi, giờ sao đây ta. Cái xong anh ấy tự dưng một lát sau, 5 phút sau anh đã gọi lại cho em ơi anh sẽ gọi bạn em chở anh đi. Thì tự nhiên anh đã đi cứ bảo là bí nó không có tiền, cứ chở nó đi đi, có gì mình chịu cho. Thì đó, thì em mới đi được tới đây á anh. Thì anh đó bây giờ anh gác đó đang đứng chờ em ngoài kia nè. Bây giờ cho anh hỏi thêm câu là mục đích của em đến đây là không có cái ý gì mê tín gì đâu, hay là làm không, gì đến đây ảnh hưởng đến cậu Năm đúng không? Để nhiều lúc cô luôn. Chú anh chị ở xa xem em rất là nhiều. Em mục đích là bán vòng trầm này để ai ủng hộ thì ủng hộ. Để em làm nuôi con, là em có hai mấy đứa con. Em có nuôi hai đứa con nuôi. Con nuôi phải không? Từ ngày xưa là em đi bán vé số, năm nay em đã 17 tuổi em đi bán vé số. Anh chị lên cái YouTube là đề chuyện tử tế của Nguyễn Thanh Trúc thì sẽ biết em. Và lên báo là nhánh lan rừng vượt bão miệng để nuôi hai con nuôi. Khi mà em nhận hai đứa con nuôi của em về thì một đứa là lụm là lúc đó là em mới 17 tuổi, xong một đứa em lụm là cách nhau 5 năm là em 22 tuổi, là nhận thêm một đứa nữa. Bây giờ em đang làm thủ tục nuôi đứa thứ ba nhưng mà làm chưa xong nên chưa gọi là nuôi ba đứa được. Dạ. Là một trai gái, là hai trai hai gái hết, hai gái hết. Thì trong đó báo rất là nhiều nhà báo đưa tin và đài truyền hình Kon Tum và đài truyền hình Vĩnh Long đã đưa tin. Và cái lúc đó thì người ta là khi mà em nhặt được hai đứa con về thì người ta lời dị nghị rất là nhiều. Nghe kêu em chữa hoang rồi em này nọ để nuôi. Xong rồi sau này em cũng phải là lấy lên báo chí để lấy lòng thương hại của mọi người. Nhưng mà vì một cái anh kia ảnh biết là em nuôi hay con nuôi đó, tự ảnh kêu nhà báo, cái đó là em không biết. Là tự sau em ngủ một đêm vậy em thấy nhà báo đưa em lên. Chứ em cũng không chưa bao giờ em lấy lòng thương hại. Và kể cả bây giờ em rất là khó khăn, em đi bán vòng cũng vậy. Nhưng chưa bao giờ mà em lại kể ra cái cuộc sống khổ khổ của cực của mình để mọi người thương cảm. Em chưa. Và cái đây là cái lương tâm của em là đi đến đây là tự em đêm em tới, chứ cũng không phải là ai kêu em tới và làm gì hết. Nên mọi người thông cảm, tại vì đó là em biết. Nói chung đừng có nghĩ xấu về em đúng không? Đừng nghĩ xấu về em, dạ. Và bây giờ có ai muốn hỏi gì vậy? Em có thắc mắc gì không? Để nhiều lúc rồi có người hiểu lầm rồi, tội em gái này. Nhiều lúc là thật hay là giả thì mình cũng không nói, nhưng mà cái là em này chỉ bán vòng thôi. Báo là chị lên đây đúng không? Dạ. Thì hồi trước có một cái vụ giết người ở Bình Phước. Là cái một cái chú công an nó chú mất.
là em không biết là tự dưng cái đêm nó cũng có một giấc mơ là bảo em là tới tìm cái cao su á, là mấy ngàn cây cao su luôn mà cây 6.000 mấy anh là sẽ tìm được. Cái xong mà tự nhiên em mơ em cứ